Thứ hai, thường hay sân hận hay gắt gỏng thì làm thế nào để hạn chế lại? Nó có nhiều cách, nó có nhiều cách để thoát khỏi cái lòng sân hận. Nó có nhiều cách để thoát khỏi lòng sân hận. Cái gì, chờ thêm một tí xíu. Tại vì sư nhớ là sư có thuyết một bài pháp mang tên là sống để yêu thương. Sống để yêu thương. Đây. Sư có rất nhiều những cái bài pháp mà nó liên quan, nhưng mà sư có một cái bài pháp vì thấy là sống để yêu thương ha, sống để yêu thương thì sư chuyên môn để mà sư nói riêng về cái việc là vượt qua khỏi cái tâm sân hận đó. Thì quý vị có thể xem cái danh sách phát là chùa Nam Tông của sư ha, của sư nó có một cái bài pháp là sống để yêu thương. Quý vị nghe sư phân tích rất là kỹ. Ngoài ra đó còn có nhiều cái khác, như là trong cái lớp Phật pháp nền tảng đó có các cái bài. Cái chữ nó nhỏ quá, bây giờ sư không có đọc thấy, quý vị chịu khó quý vị xem. Có những cái bài mà nó vượt qua cái tâm sân hận đó. Nằm ở trên chịu khó mở ra xem ha. Sư có giảng những cái bài mà nó vượt qua cái lòng sân hận, hoặc là riêng cái danh sách phát chùa Nam Tông thì có một cái bài là sống để yêu thương đó. Nghe nghe rồi.